Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 15 tháng 6 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ.